khỏe. Kai mà full ki full nộ là coi như biến Super Saiyan đánh nó khỏe hơn chứ tự nhiên thường. Thường quánh cho trận đấu nó lâu mày. Mình giờ cây cớ kiểu mình phải chạy giá. Bà bà tôi cơm, tụi mày sẽ phải chạy giá. À, biết rồi kìa. Rồi vào mồm luôn đi, tôi biết hay khúc cuối rồi, vào mồm mày. Quán có hết giờ nữa. Anh lên Giờ coi đây ở trả đâu? thù của anh mà tôi cơm nha. Được rồi. Mày tự cười. Ok, mắc gì đây? Mát nồi lẩu ấy. Úc anh bà đi rồi. anh cả. Đỡ hơn hay mình láo á. Hay mình láo anh chơi chết nữa. Secure the Ngủ area, thôi. Keep the bombs này là bắt bộ đồ nè. Hai, ơi trong này súng nhiều quá trời quá đó nè. Cái này là Amori đúng không? Đấy. Mẹ mày hôm bữa nay mày chửi anh Long ngu đi thì mẹ cắm vào. Ngu đủ. Đâu mày ăn cái chửi mà. Tự ghi âm đi chứ. Trời ơi ngồi đó chửi nguyên cái phòng mày ngu rồi. Nào làm chửi được đúng không? Fort has located a bomb. Get ready to engage. Bắn cửa sổ này cho ăn ba tô cơm cúc đi. Như em nhớ có cái gì này em chửi, có tiếng có lon chồng. Tao đã biết rồi. Dành gương nó cứ cả mày luôn nó mày thích cho nó gắn gương ngay này rồi ai dám cạnh cái gương ngay cái hành lang quá cái gương có ai dám cạnh nó đẩy hai nha Huka ở đó không dây ở ngoài hai Huka sau á, chứ sau á. Ôi thằng này nó set up kiểu gì vậy? Không có chỗ bắn luôn á. Vô xe bê rồi nè. Có mồm. Bỏ lên đây, bỏ kìa con. Đang bắn đây. Tổ máy kiếm kìa đấy. Bắn bom rồi. Thằng này nó set up ngu thế. Cái chỗ không có chỗ để bắn luôn ấy. Ấy nào biết vi ra bít bài đừng để nó bít nữa. Làm bít giờ. Không có thì nó set up cái kiểu gì mà không có chỗ đứng bắn luôn. Mày gọi tay thì nghe nghe. Giờ đây. Friendly remaining. Đu ngược nữa. Trời mắng. Lượm đạn kìa, ôi kìa giá quá. Bóc đạn gỡ ra, hiểu được. Ủa sao không nghe tượng thần ở hồ máu vậy? Rồi, chửi nào luôn à. Thằng khác. Đừng đâu, chờ, bích mi ra đi, đừng để nó bích. Ủa, sao ta văn em rồi? Ủa? Cái gì vậy? Ăn ba tô cơm cúc à. Cái gì vậy? Ủa, em hỏi. Ở văn game nè. Ai biết mày? Phúc. Duy có làm gì đâu Duy nhân game. Ăn lộn với Sita mặc đồ luôn quá. Mắc cười luôn. Vô kịp luôn ấy nhỉ. Rồi nữa, à lắm hả? Biết rào, sợ sẽ đúng cái mira này, không biết đứng chỗ nào bắn luôn ấy. Nhưng mà xem coi là nó hay đặt bom xe B lắm ấy mẹ. Để tôi đặt Mira qua chỗ khúc kia là được vậy. Hãy đặt cái đĩa nữa. Đặt cái Mira ngay hành lang không biết coi gì đó luôn. Đặt cái Mira ngay bên trái này nè. Đặt cái tao đặt đứng ngay này cái tao ngồi đây tao bắn là ngon rồi. Tao đặt đây đúng không? Hãy đặt đúng rồi. Đặt cái thằng bên kia. Cái này đặt ngồi chứ đây, cái này đặt ngồi chứ đặt đứng. Đặt đứng bắn ngồi biết không? Kỹ năng á. Cái qua mà gì thì mẹ không phải bỏ mồm. Tao quay là cương lên lắm.
Ông ơi. Ủa? Cái này ở đâu ông Phước? Talk to Dr. Rick. Nó ở trong ấy. Trong ơi, nó ở trong cái Castor ấy. Casper đúng không ta? Capsucop. Rồi. Trong vườn ấy. À đây đây đây. Nó đi đi mình nói tiếp ấy. Dạ ba giờ lần rồi. Rồi ăn xong nữa tôi nghi lắm á. Dạ mà nghi thế sao nè. Cái đỏ mộng nhắm quá. Ây giờ đánh tôi đi. Tập gì kìa? Fire material. Đó, cái trời mò rồi. Em đứng ngoài này đứng có tiếng đục qua mày gì nè. Mẹ khó dữ. Cào đéo còn mẹ. Nè bên nè. Đi đi cái nó đi bên đó hết đấy. Từ này luôn. Đi sau. Tới. Lồn góc. Ở phía đấy. Ở đây làm gì đi. Hai hàng á. Em nghĩ là mốt đục đục ngang mẹ nó cái này đi dình chứ. Với cái map này thôi nha, cái map kia đừng đục. Rồi rồi đừng cố. Có gần này. Đục quay á, cái chịu không chính không vậy? Con rồi. Chắc đi với lại ông Hoàng gì á, ông Hoàng sao á. Bơ vô vô. Bơ mà sao bơ. Chết chết. Đúng không? Dạ ủa. Má cái bàn hả. Bạn nó bỏ cái bàn. Chạy thì chạy anh đó. Ừ. 10 seconds to go. Tụi nhớ lồn. Ê. Ôi nó tập nữa rồi. Má bắn nhiều quá không chết à. Ờ. Lọc có 20 đam hay gì vậy? Mẹ chuột bắn bài. Kiểu chọt lét nó hay sao vậy? À, không hiểu luôn á, tao bắn một đợt ngoài rồi nó chạy ra bắn thêm đợt nữa mà không chết rồi. Thôi cứ chỉnh đi. Mấy cứ bắn nhấp nhấp rồi kiểu chọt lét á trời. Đam nó yếu mà chịu, tao cũng có muốn vậy đâu. Bật cái warm up lên cài ơi. Ờ đúng rồi, đam có 23 đam luôn rồi. Cái trận này Mira mới chơi. Cái gì? Không là Mira. Thì nó nằm ở đây chứ đâu. Hai bên kìa. Thì đây nè. Đang bay đây. Cái cửa sổ thì nó đu á. Nhưng cửa sổ cao chứ phải cửa sổ có thể bao được. Hay là à, cái trận bên mắt còn lé. Tao mắt cái gì mình phải. Cái slide. Này đóng mới thì đóng chưa. Cái map này đóng cái map này đóng hết đi. Cái lần trên đẹp đúng không? Lần sau ông chơi không có dùng đẹp. Nó không có feel gì được như map kia. Feel được. Có. Lộn nó ghê quá rồi. Này đang vàng với lại đang đọc một rồi. Cái game này không có ghê là không ghê đó, game này chỉ có hên thôi, không hên thôi. Người ai bỏ hai mạng được má. Hên hên là con bắn cũng mấy mạng.
Anh lộn hả? Quá lắc thế ra. Kiểu ai đụng map kêu anh mo kìa. Đó không sao đâu. Chạy với mày à. Rồi chạy kiếm mày nha. À khó quá. Cái sunrise đúng kiểu để mày góc chết luôn ấy. Cái chừng mắt mà khó khăn chết mẹ. Cái này nó đu ấy, cái đó đu rồi chứ không lên được không? Một này. Quên mất cái nó có gì. Vô kìa. Trời má. Má hai ông nổi đúp hết luôn rồi. Cái tao bị mù mà, thấy gì đâu má. Kia đâu mù lắm. Sao ra cuối cái gì vậy? Ôi, vậy mà không hoàn kìa, yếu nữa. Sao ra, nữa má. Thằng Floret á. Ôi, bắn nó vậy mà không mòm mày, nó đang vô mòm nữa rồi. Nhá. Nó thấy rồi mà còn diễn. Lột cái sổ nó sao á. Nó buông xong rồi nó nhắm rồi đó. Gì khó chịu ấy. Bắn luôn cái buông. Cái này muốn không bị xong Peticus farm trên lầu cao nhất là hết rồi gì đâu. Ở trên đu xuống quá. Map là trên đu xuống thì chắc là cái map tower đúng không ta? Tower. Wow, bỏ rồi chiếc bèo. Map là to thiệt, mà cao thì cao ấy. Tài cái tàu tàu đó, map nó bỏ đâu. Đâu vô răng đấy không? Map đó vô răng này. Mình chơi game này là chơi map đó đây. Map đó râu, map đó lâu cực kỳ luôn ấy. Đi xuống là phá cam rồi, hay có hai làng mà chui vậy. Map đầu tiên tôi chơi game này tôi chơi luôn ấy. Chui cái chỗ luôn. Hồi trước đưa ngoài phải đu mày, mày rì á, đu cái sổ nhảy vô ấy. Bắn rồi. Ờ, đây, Amori trước. Đây, con này nó chơi không có Mira này. Mira. Đem phá. Mira chứ không đạp mê chứ tại vì nó áp lực mà. Đúng rồi, trước tôi thấy nó chơi hoài vậy, bỏ rồi. Trời giọng nó luôn bể. Mấy này bắn có map nào có cái cổ chơi Mira đâu. Tại mấy map gì đâu không có chơi Mira đâu. Ra lúc nào chạy chơi được chẳng qua biết chơi không. Anh làm bích cho nó đích rồi. Cái gì? Cái gì? Anh cố chấp anh bích cho nó rồi. Cố chấp gì? Thì nhiều mà tại vì mày không coi chích nhiều. Nháy thằng đó. Tại vì ra đời. Đời nào rồi chích. Chó kia nó bắn vào hết máu rồi. Tái điện coi. Chưa bắn nữa thấy đồng đội làm cho nửa máu rồi. Không có phá điện. Mèo á con mèo. Bỏ đi nè. Đó. Anh này chơi tỉnh mày. Chào mày hả? Lúc cơ trong sai ấy. Ở đây sắp đây sáu cái tường luôn, giống sáu tường luôn. Con. Mẹ chết xuống nhà ăn cơm. Chơi thầu chơi. Ừ, đây rồi. Mẹ mưu nó lùn. Chết thằng mày đâu cái này. Chết cái này nữa. Nè bên này. Nó cao rồi. Ôi má xích đầu đấy. Một phước. Phước cái này làm sao chịu mục tiêu phước. Mục tiêu á. Ờ. Táp hay sao ấy. Cho tay cầm thì nó chỉ cần lăn cái kia thôi. Còn bằng phía mà táp cái gì chả biết nữa. À rồi cũng lăn luôn.
Quả đồng đội vô lấy tao nửa máu mà bắn cũng được phép nha. Má hồi nãy xin được bay đầu lộn cuốc rồi. À, đạt lên nè, à, không giữ phong độ như cũ à. Tao bắn xong tao núp cái đầu xuống cho mày bắn rồi mà. Đó, lưu lại cái giọng nãy. Đấy, cắt ra. Cắt á. Hóa đâu, hợp lý á, hợp lý. À, mốt là room này chỉ có đạt xử lý thôi. Mốt đi mẹ coi như là toàn giọng đạt thôi. Mẹ ai chưa ăn chửi đấy thì mẹ bật giọng đạt lên chửi. Không mà giọng mày chửi đi mẹ nghe chết đấy nhá. Cảm xúc không? Cảm xúc. Uống éo. Cảm xúc dồn dồn. Tại nó ăn ri nha. Mira nè. Bao nhiêu nổi niềm với dồn. Giờ có Mira. Mira đã chạy đi cũng như không. Tí tao mở cái là mất bà rồi. Mira da giọng như cái người đặt cái giống nãy em để cho anh á. Mìu sao đặt ngu là ngu hơn cái map này coi như là đặt gương này coi như là dưới phá được đây mày cháy tao nữa băng đấy mày này chưa qua đâu nó đã bắn rồi không miêu mà đâu Chết nha. Yếu nửa máu thôi. Đúng mà mày. Quá biết con kìa trời ơi. Mỗi hàng một sai. Một cái đó phích. Bơi bị ra. Đéo cái phát cửa kìa, đéo phát cửa đi cái kìa. Khó quá. Ăn lộn ra đóng mà. Khôn. Đường này win rồi. Giết đường đó là win rồi, anh kia yếu xìu luôn rồi đó. Đầu kia nó hẳn nó có ngồi xuống rồi, nhưng nó đứng đằng kia. Bạn lắc qua, lắc qua. Nãy nó bắn bình thường là win rồi, lắc qua. Lắc 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 lắc. Giật lắc lắc nhìn. Bello bello. Na 412 thì mẹ thua à. Mẹ quá là chuyện bình thường mẹ rồi. Nãy đi đường mở cơ tường của tao chứ thằng Miu Miu còn đúng 20 máu. Nhưng mà Miu thì mẹ đéo được thì mẹ em yếu rồi. Mẹ tưởng mỗi hai thằng chung bên kia hết rồi rồi mò vô luôn. Vừa thấy Mira để tâm ngay đầu rồi bắn đéo kịp bóp cho phát đầu. Mira quả đó con bay kìa. Mira súng nó nhanh quá. We need to locate a bomb. Quả đó bay. Nó bắn trước mà nó bắn trúng nè, cái ly thôi. Cái trình này. Kitchen. Mình đầu hai phiêu xuống đi, đi chung nè. Mày biết tên mày nghe tới tao có chục phiêu hả? Thì mẹ tao đéo biết tao nhớ được phiêu luôn á. Mày sàn gỗ mà. Map này nó ở đây đi con. À đúng rồi. Tao nhớ chỗ phiêu rồi. Ngay cái chỗ penthouse đi qua tí rồi đó chỗ đó chỗ phiêu. Ngay đây này phải. 5 seconds to go. Đúng rồi, biết vậy. Chỗ phiêu phiêu. You must locate and defuse the bomb. Ôi đụng cái gì lộn hướng
You located a bomb. Hack nha. Ơi. Về đi. Hack bomb. Phải lồn đi mẹ. Ốc, ốc ít. Đi lồn đi. Má bốn chưa. Má nó vừa ra luôn ấy, xui. Đi đi chưa à? Tập thái đông á nha, tập thái đông. Cái nào phiêu bởi đồn tèm vậy? Cái sò đấy. Placing cluster shot. Dạ đây. Cluster charge deployed. Biển cắt sổ đéo là làm. Lộn nã nói chút kem luôn à. Có nãy. You watch my drone. The diffuser has been secured. Trái mày chắc chắn luôn rồi đấy. Mắc xe bốn rồi, nó mắc xe bốn rồi. Đang mè đây. Chạy vào chết. What the fuck? Lên chó rụt đầu khác này tỉa nè. Ôi, chết rồi. Quỳ, ác quỳ. Ôi. Mọi thằng yếu nhớt luôn rồi đấy. Thằng phê hết tất cả. Tèm chứ sớm dữ. Dù ơi tèm gạo. À vậy biểu thì mẹ vừa qua chỗ VIP me thằng ngồi office chạy ngang qua. Cái gì vậy? Dạ nhà nhà Amri Amri. Ok. Nhanh nhanh kiếm bích á. Hai vợ chúng ta đánh nhau, mẹ vợ chúng ta real thua. Protect the bombs. Dạ hư chứ hư lúc hư cái tiếng hồi đầu tiên cái né quá. Gì? Đây chơi trong game này cái tiếng né hư. Né xếp luôn tớ. Bầy. Tao né auto win. Nghĩ mình mù quá trời. Down to 10 seconds. 5 seconds. Chờ nó đi ngọt ta. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Nào, căng cơ bên này đi. Ừ, anh mẹ cuối. Cửa sổ à? Làm điện gương của em đi. Ôi ôi mát. Đu dây ấy, đu dây ấy. Ê. Check vào đây. Check này là xong. Đâu biết được. Đâu rồi, đâu rồi. Tuyển vậy. Chín lâm rồi. Đâu lên nè. Đâu có dẫn đang vậy hay dữ. Mira, can you make a hole? No, I'm stuck. Someone rappling at the window. Như sẵn anh ăn sẵn. Ok,
Thằng đặt bom chết rồi. Đứng nghe mọi. Trong chơi chơi vô vô bom, C4. C4. Đứng nghe mày, đứng nghe. Rồi, ok, chết rồi. Vô rồi không? Chết rồi. Viên kia mày đứng rồi đấy hiểu. Bơm máu chuột, nhanh. Có điểm. Mày đâu? Mày đang nào? Bơm đi. Dạ, ok, cứ sổ. Cái đồ má nó đu ngược. Yếu mày. Rồi, phá quá. Tao làm gì? Bơm máu có điểm rồi. Con này ngay chát. Chưa luôn à? Chín. Nó hụt hết rồi. Mẹ. Vừa vậy. Chạy lên nhóm nóc nhà không rồi. Đu gì nó bắt đầu nó bay bay về luôn á. Bên nè. Đu tiếp. Thằng này thích đu ghê. Đu ngược. Bên này nó che này chạy PK luôn hết, bên chết mẹ nó luôn nè. Hết giờ rồi. Đu ngược mà, đu ngược khúc này làm cái gì? Rồi đu xuống. Rồi, đang đi bằng hai chân xuống. Cả chi tiết nha. Rồi làm gì nữa? Rồi mất info rồi. 5 seconds remaining. Thế mạng cái chính nè. Một cái chi tiết đâu bạn chuột. Trời ơi mẹ, một con drone lái mà đi mẹ bao nhiêu info. Cái tự nhiên chạy vô lấy trái mồm leo ra ngoài. Đang leo bị tao bắn chết luôn. Mày khó. Còn con nào có lũ Jimmy không? Nói chung là mày chơi cái mày chơi mày chỗ đó mày phá ở dưới được mà. Nên nếu mà đặt tường đó kiểu gì cũng phá được hết. Tao không biết phá. Thì tao phá. Con vợ. EMP giờ BB cũng có EMP đấy. Mày biết mà, nó đã bích con này rồi có. Thì tao mất tiền con nào khác. Má. Xem thanh niu đúng không? Kích trận trước hay vậy? Kích trận trước rồi. Kích trận. Kích trận đang dễ nên nó tự tin đấy. Má, chống gì? Tao phiêu ơi. Phiêu cũng được nữa. Để tao phiêu cho. Đập xuống. Mày thích thì mày chơi bắt. Thôi. Đẩy 15, đẩy... Phiêu có mua ở bên viết có mua gì ấy. Assassin. Giờ phải gọi tên anh đây. 5 seconds. Nha. Để đau bụng quá. Quan gì? Nó đau bụng đâu kìa. Thì đứng game thấy nó quan cái đau bụng. Không ai chuẩn bị khác nhau à kìa. Cá là cá thế nào? Điệt mẹ thế cũng chung. Drone is ready. Viết clear. Nó lên nữa là hơi bị xui đó. Nó có gì vô khó mày. Ê, phiêu cái này được không? Phiêu cái này được không? Sao nó bóng vô gì nè? 5 has been located. Mua gì ở bên Armory? Phiêu đâu? Bên này. Yếu rồi. Còn cái toilet nè.
Gì đâu vậy? Mua gì lần cuối cho lần 2 mẹ. Chờ. Gì chứ gì. Rồi. Ok hóa. Mày chết chết. Mày xem. Không sao mà. Mày đi server. Oh nice bro. À đi mẹ sao ra cuối. Xin right. Bạn đi lọt, bạn đi lọt. Vô sai rồi. Go in kitchen, go bro. Có kẻ, không nào có bớt. Mẹ thằng bớt. Cô leo ấy gì. Cái gì vòng mình nó dịch bực quá. Anh chui vô tôi lạnh á, anh Đạt. Nên đứng lộ thiên. Anh Đạt đó cho anh đẹp. Đẹp cho kia canh luôn. Tại đó nhìn thấy kia canh mà. Nó mới tự tin đặt chứ. Anh Asian, no fact, đúng.